Hiếu xin kính chào quý bà con nông dân. Thì ở video này Hiếu lại tiếp tục chia sẻ lại cho quý bà con cái bộ sản phẩm của công ty Ba Con Cò. Thì cái bộ sản phẩm đó sẽ giúp cho bà con quản lý cỏ trong giai đoạn đầu vụ đó, hiệu quả mà giá thành nó lại rẻ đó. Rồi nó giải quyết luôn cả cái vấn đề mà ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ và giúp cho cây lúa chúng ta ra rễ nhiều, đẻ nhánh tốt nha. Bộ sản phẩm đó là gồm những sản phẩm gì thì mời mọi người cùng theo dõi video. Rồi công dụng, cách sử dụng và giá bán của bộ sản phẩm đó như thế nào thì Hiếu sẽ báo giá luôn nha mọi người. Rồi nếu mọi người có quan tâm về cái lĩnh vực nông nghiệp thì mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo từ kênh nông nghiệp của Quỳnh Hiếu. Đây là cái bộ sản phẩm mà Hiếu muốn giới thiệu cho quý bà con nông dân đó. Cái sản phẩm đầu tiên đó là cái chai mà Herbrite, và cái bộ sản phẩm mà đi chung với nó đây là cái chai mà cỏ Foli Humid, hay còn gọi là Nano Fulvit nha mọi người. Một cái dạng cao cấp của Humid để giúp cho cây lúa của chúng ta là phát triển tốt. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tìm hiểu từng cái sản phẩm. Thì cách đây thì hồi năm rồi Hiếu có chia sẻ cho quý bà con về cái bộ sản phẩm này rồi, nhưng mà bây giờ Hiếu chia sẻ lại. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về cái chai thuốc trừ cỏ Herbrite trước. Đây mọi người, đó, chai này là sản phẩm do công ty Ba Con Cò phân phối đó. Cái tên của nó là Herbrite và nó là cái thuốc mà trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm. Chính vì trong cái chai thuốc này nó gồm có hai cái hoạt chất. Cái hoạt chất thứ nhất nó là cái gốc mà diệt mầm, hay còn gọi là gốc butatlo đó mọi người. Nồng độ là 350g, một nồng độ rất là cao đó. Rồi một cái hoạt chất thứ hai nó là cái hoạt chất mà probanin. Nó là thuốc mà trừ cỏ cây mà mình nên phun sớm nha mọi người. Phun sớm thì cái hiệu quả của nó sẽ rất là cao đó. Và cái thành phần nó đến 350g đó. Và cộng hưởng hai cái hoạt chất này lại là 700g nha mọi người. Đó, đây, trên cái chai thuốc ghi rất rõ là 700 EC. Đó là cộng hưởng giữa hai cái hoạt chất, mỗi cái là 350g. Đó, rồi thì cái chai Herbrite này khi mà con phun sớm thì nó sẽ quản lý được cái những cái nhóm cỏ như sau. Ví dụ như cái nhóm mà cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, hay còn gọi là cỏ hòa bản đó. Rồi cái nhóm cỏ lá gọng, và một cái nhóm thứ ba gọi là nhóm chắc lá, lồng heo. Nhưng mà đặc điểm thì bà con nên phun sớm nha, thì cái hiệu quả nó mới cao. Cái liều lượng thì nếu mà lúa bà con khoảng mình phun cái giai đoạn mà lúa 4-6 ngày thì bà con phun khoảng 80-100ml. Còn nếu mà cái giai đoạn mà lúa của bà con á, mà từ 6-10 ngày á, thì bà con nên phun 120ml cho một bình 25 lít nha. Đó, và cái liều đó thì bà con sử dụng là một chai như vậy thì mình xài được là 4.000 m³ đó. Rồi cái giá bán mà Hiếu đang ra với cái chai mà Herbrite này thì hiện tại thì cái giá nó chỉ 110 thôi mọi người, 110.000, và bà con xử lý được cho 4.000 m³ đó. Tính ra chi phí thì nó rất là rẻ so với những cái dòng mà thuốc trừ cỏ mà hậu nấy mầm sớm. Rồi một cái sản phẩm mà thứ hai Hiếu muốn chia sẻ cho mọi người đó là cái chai mà cò Foli Humid. Đã, cò Foli Humid thì nếu bà con có theo dõi kênh của Hiếu thì Hiếu đã chia sẻ rất là nhiều sản phẩm dinh dưỡng của công ty Ba Con Cò đó, với cái bộ sản phẩm là cò Foli, và cái chai này nó là cò Foli Humid. Trong cái chai thuốc này thì cái hàm lượng humid nó rất là cao đó, và cái dạng thuốc nó là dạng nano. Đây, hạt thuốc nano thì nó rất là nhỏ, rất mịn, thì khi bà con phun thì nó sẽ hấp thụ rất là nhanh đó. Và cái công dụng của cái chai mà cò Foli Humid này thì nó sẽ giúp cho cái ruộng của chúng ta là giải độc phèn, giải độc hữu cơ. Rồi nó do cái lượng humid nó nhiều và nó là đời sau của humid, hay còn gọi là full vit đó mọi người, thì cây lúa của mình nó sẽ ra rễ nhiều, rồi qua đó thì nó hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn và nó đẻ nhánh tốt hơn.
cái thành phần của cái chai thuốc này á, thì ở đây thì nó gồm có là 20% là cái acid fulvic. Fulvic là một cái dạng mà cao cấp hơn so với thằng humic nha mọi người. Rồi, ngoài ra thì ở trong chai thuốc này á, thì nó còn có luôn á, là 1,5% đạm và 4,3% là kali. Đó, thành ra thì khi mà có thêm đạm với kali đó thì nó sẽ giúp cho cái lúa mình nó phát triển tốt hơn. Thông thường thì bà con gặt lúa xong thì bà con tiến hành xới và xạ liền. Có một số ruộng thì mình không có cuốn gom được, rồi mình không có xử lý gom gạ được. Khi mà bà con xới vùi xuống thì sau khoảng 7-10 ngày sau khi xạ thì bắt đầu cái ruộng của chúng ta nó sẽ bị xì phèn, rồi nó ngộ độc hữu cơ, thì lúc đó cây lúa nó chết rất là nhiều. Đó. Chính vì lý do đó thì khi bà con mà xử lý phun cái thuốc trừ cỏ thì bà con có thể kết hợp thêm cái là thằng cò Foli Humic này đó, cộng chung với thuốc cỏ và bà con phun, lúc đó thì nó sẽ diệt cỏ tốt, rồi giải độc phèn, giải độc hữu cơ, cây lúa ra rễ nhiều, đẻ nhánh tốt và phát triển tốt. Và cái giá thành cái chai mà cò Foli Humic thì Hiếu đang ra cho quý bà con với giá là 90.000 đó. Và 90.000 này bà con có thể sử dụng được 5-8 bình máy nha mọi người. Đó, hiệu quả rất là tốt, giá thành rất là rẻ. Rồi, nếu bà con có cần cái sản phẩm thì bà con cứ liên hệ chỗ vật tư nông nghiệp Quỳnh Hiếu, Hiếu sẽ ship thuốc cho quý bà con. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chào mọi người.